Hello, chào các bạn. Đến cạnh mình Mai hướng dẫn các bạn đi rang thịt nhé. Bữa ăn này cắt đôi ra hành tắc. Đang rang thịt kho đậu phụ đó các bạn. Thịt kho đậu phụ. Thịt kho. Rang thịt xong rồi ta chín rồi ta sẽ bỏ đậu phụ vào. Sáng vào bữa ít hành lá và cuốn thơm. Mì ấy anh ăn mặn. Dạ, chị thì đi mua ăn chứ. Cứ phải cố thế này kiểu mặn ấy này. Nhưng mà cái anh thì quá lại bốc xác em rồi hỏi con có mượn người không? Không biết ăn cho bác không? Biết. Đâu ở đây mà chờ là tôi chả mang được chi mà. Đi mặn này rồi mà đứt tiền mà nữa này. Mừng tùng. Quỷ cha bộ rào. Đang đi rang sườn các bạn ạ. Rang thịt là đang đi rang sườn. Hai đứa là đằng lối mần chua đồng mù á. Là bí không có tiền tiền là tiền mạng mỗi dương một chùm nhà lên triệu nhận nộp mạng thế là buổi trước hội hứa chùa có mấy ra chả lúc buồn đằng nặng thì chùa quách chờ là cô kêu chùa này nộp cả năm luôn à chùa được triệu nộp 6 tháng thì thành lần tầm đi na đến giờ còn hướng nộp là nộp thì tuấn đang buồn thế là để hết tiền ta từ nợ đi tiền này là phải chùa mẹ triệu hội mình hướng nó vay nộp lãi rồi được để nộp luôn 6 tháng thì chưa hết 6 tháng rồi thì nộp được 7 tháng nữa rồi mình nộp 6 tháng hội đứa nộp luôn 6 tháng luôn ta mỗi tháng sau ba nhà nộp 6 tháng luôn thì rồi nộp ta làm nhập trời bữa trưa mua chị đã bán mượn vàng ăn đi ăn trường vội lên, vội cắm cường đến là dùng đến lấy cường cũng trời xong để cắm luôn nữa mà đi lên gì quay xuống mình sát đồ mình đưa tìm những chỗ mình làm quay xuống mình để sát đồ mười triệu hai vợ chồng thích nó nhiều
nóng thì tì xương rồi cho đổ nước này, còn đổ gia vị vào này để cái hột nêm mặn mặn này nha. Để tao cùng đổ ba thứ gì này, có hột tiêu bắc mê quằn à? Quằn cái đầm thì đang bị mốc rồi, thì đầm lâu rồi. Còn mua kia ăn chín hết cái bức hạnh chua nữa. Tôi ra cái đồng bữa tủ là nên bị bữa tủ. Còn cái thịnh điệp viện thì cái thở cho đồng móc đồng sáng rửa mà chưa rửa được thì rửa lên mà phơi cua chứ rửa rửa thoảng có nấu nấu cá nó kiểu cái thơm rồi đó, cá nó thịt cái thứ này hoài có mảnh cái mụn không à? Ừ, thì còn mua đúng tê cháu mua được mà thành cái viện nhà ba nó đưa toàn của cái nụ kẻ nó tâm mất được búa rồi lên chi rồi hai nơi ạ à? Ở nhà đấy chứ không nhà hay là hai nhà nên đi cắt thêm lấy bông hoa hồng của nhà mày mày đi đây nhiều lắm tâm mất được một búa nghe tâm búa ờ hết rồi đang bán con búa em không búa thì 5.000 này búa thì búa theo đây 5.000 này còn là tao ra tao mua nhà mua nhà nước tờ điểm cả lên đây đó chờ điểm cả đi với cái đồ lên nhà điểm lên sắp xếp với làm này tao nấu hết rồi. Rồi mà cắm cơm là vừa anh hả? Nấu rất là vừa anh. Nghĩa vậy đó. Bữa nay về được muốn gì? Hai chồng đánh nhẽn luôn đi. Đây là bữa tủ mai, mai cho mai nấu ăn đi tủ. Đây là đang nấu canh bồ lào này. Đây ăn được viên. Viên à? Chưa biết à? Viên bẻ nó đang nhiều luôn đi. Cái sườn đang điện à? Cũng như là phải đi quay lung tung cái rồi cũng đi viên ăn. Biểu thổ đỡ với bà ấy, bà ấy còn bỏ miêu, bỏ bà bán rồi.
cái thôi kệ giữ đứa gần thì đó, cứ ở ngã các bà các bạn. Mình đây lại xong, xin chào tạm biệt các bạn.